cọp nha anh em. Tắt cắt ngủ cũ ha. 218. À, xe chạy đúng 1800 cây nha anh em. Đủ khóa, đủ gương đầy đủ ha. Chạy đúng 1842 cây. Bao anh em chuẩn cái đồng hồ nha. Xe chùm mền. Cái đồng hồ nha anh em, carbon nè, xe mới vừa dỡ mệt ra lấy chạy về được, chưa có làm gì nè, chưa có rửa, chưa có vệ sinh nữa. Mà cái này khỏi rửa luôn nha anh em, đó, đó nè. Con này mâm cuộn đen á, hồi đó mua ở hãng á, mâm cuộn đen này mắc hơn mâm phục bạc ba cũ anh em nha. Với mặt nạ nè, phải thay mặt nạ khe gió nè. Mặt nạ zin của nó là từ gì đó, như con này nè, như con này dù con này với con này nó đồng phân khúc nhau thì cái dàn sơn bạc này, mâm phục bạc nó sẽ rẻ hơn mâm phục đen này. Quá mới, không thể mới hơn nha anh em. 2018 à, bây giờ kiếm cái xe đẹp gì đâu ra anh em. À, có vỏ nữa nè. Thẳng bằng ha, bao chuẩn cái đồng hồ nha anh em. Xe này của khách xài người ta mình mới lấy, hôm qua cò lái nữa. Quá đẹp. Con này xe bớt nha. Để nó này. Chống chừng đó nè. Anh em đam mê cái phone này thì alo nha. Chứ cũng khó tìm được cái xe thứ hai giống gì lắm nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha.